Hello everybody, welcome back to my English lesson. So this lesson is specially made for grade 11 students. My name is Kai Sam Nang, a teacher of English at Kompong Thom High School. So the unit you are going to study today is Unit 2, Effective Advertising. Okay, so the title of Chapter 4, Advertisements, and Unit 2, Effective Advertising. So the word effective, so the first things you are going to study today is vocabulary. So now look at the first word. So the first word, we stress on the third syllable and we pronounce guarantee. Guarantee. It is a verb. For example, the police can't guarantee your safety if you walk alone at night. And also, the word guarantee can be noun, and the next word is length. Length. It is a noun. Length, it comes from the adjective long. Lengthen. For example, this snake can grow to a length of 2 meters. And the next word is qualification. So we stress on K, so we say qualification. It is a noun. For example, what qualifications should you have for this job? Okay. And the next word is well known. So the main stress is on known, well known. It is an adjective, it is the same to the word famous. Famous guy. Okay, famous, stress famous. Famous, okay? For example, she is a well-known actress. She is a well-known actress. You can use the word famous. You can say, she is a famous actress. Okay? Look at the picture. So what are their jobs? Okay? So they are announcers. Okay, so the word is announcer, announcer. So we stress on the second syllable, noun, announcer. Okay, for example, they are well-known sports announcers. Okay, and the next word is limit. Limit, we stress on the first syllable. It is a verb. To restrict. For the word restrict, we stress on the second syllable. So restrict, okay? Limit. For example, we should limit the number of students per class. We should limit the number of students per class. So we can say like we should restrict the number of students per class. Okay, so that's all for vocabulary. We continue to the next section. The next section is questions. So what you can see here, there are 4 questions. So the questions are designed for comprehension check. ចំណុចក្នុងនេះគឺយើងឃើញសំណួរចំនួន 4 ហើយសំណួរទាំង 4 ហ្នឹងគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បី check ការយល់
tới lưu át này rồi át bột đầy dân a nư xung đôi khẳng khảo ok chẳng ở át bột đầy dân a nâng cứ nì dì ông bì effective advertising cứ nì dì ông bì cáp sai bình dì cam đàm biên sẽ thực hiện chẳng xung đôi đáng bốn nâng cứ tiện tông tên nâng át bột nâng ấy ok so read and listen to the text about effective advertising and then answer the questions below cứ kì ao dân án hãy đáp dân mình át bột hay thì sẽ nâng án át bột nâng áo ấy So question number one, when should the government limit an advertisement? And number two, which people most want advertisements to be effective? And number three, what can help us relate to an advertisement? Chẳng như khơi nó không nó cứ bị relate to cái này nó chỉ thông mà nói bỏ thay chiều tệ tổn và tay nó không ăn này bỏ cái này ní vì is mà nó bị to understand. Mình để thay ta ở với để ai chui ở dưỡng dù bị cạp sai cái địa cảm bản. And number four, how can an advertisement make us feel that one day we will become attractive, rich and famous? Để thả ta ở cạp xa thì cả mùi nâng ai thua ở dương vô thả nơi ngay mùi dương nâng miền cả tiện tiên miền hay nâng là bay đòi được việc nè ok thì đừng về anh thích và đoàn tiết ở xung lưu tí bốn nâng trong trong màn này thả ta cạp xa thì cảm nâng viết thua ở dương miền ở đoàn thả nơi ngay mùi dương nâng khai thì chỉ tiện tiên cứ rõ sát vì attractive nâng hay nâng khai thì chỉ miền hay nâng khai thì chỉ là bay đòi được việc nè ta cái thứ ấy ta bị cảm năng việt thừa giống mấy đồng bảy giống mía rong chẳng cứ mía rong attractive rich and famous okay so now look at the text so there are okay four paragraphs in that so we look at the first paragraph and I'm going to read it for you now let's start television's advertisements are of different length and newspaper advertisements appear in different sizes. The bigger or longer the advertisements, the higher will be the fee. Even when a company had paid a lot for an advertisement, however, if a particular product is harmful or can damage your health, then governments must try to limit what is shown in order to protect the consumer. It is only reasonable that people who pay for advertisements want them to be successful. Although there is no reliable way of guaranteeing the success of an advertisement, here are two useful considerations that may reduce the risk and hopefully provide some kind of guarantee. If an advertisement is to be effective, it must include aspects of our own culture and society. This is because without these aspects, we are less likely to relate to the advertisement. If the aspects are traditional, then the advertisement can be even more effective. Because we may then feel that by following the advertisement, we are participating more fully in our society. More generally, in order to be effective, advertisements try to link products with the beautiful, rich, and famous. For example, an advertisement may use a well-known television announcer to advertise a beer or wine, or a film star to advertise a face powder or perfume. Then, not only will we take more notice of
the advertisement, but we will fear that if we buy these products, we must also become attractive, rich, and successful in the future. So that's all for reading. So you can play this part again and try to read it out loud just to improve your pronunciation. Now continue to questions and answers. So look at the question again. Now, look at the first question. When should the government limit an advertisement? Now, before we answer this question, look at the paragraph again that consists the answer to the question. What you can see here, that is the first paragraph, and the answer of the first question is in this paragraph. Now look at the answer highlighted here. Okay? So that is the answer. So the answer to the first question is when it is advertising a product that is harmful or that can damage our health. ចឹងសំណួរសម្រាប់ចម្លើយទី1ហ្នឹងហើយចម្លើយសម្រាប់សំណួរទី1សំទោសគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែដាក់កំណត់ទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅពេលដែលវាផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលមួយ a product that is harmful ដែលវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ or that can damage our health.ឬក៏ជាផលិតផលដែលអាចបំផ្លាញសុខភាពរបស់យើង Now continue to the second question. Which people most want advertisement to be effective? មានថាតើមនុស្សណាក្រុមមនុស្សណាដែលចង់ឲ្យពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនោះណាគេ Now look at paragraph 2. Which part? Look at this. That is the answer. So people who pay for advertisement want them to be successful. So that is the answer. So the answer to number 2 isThe people who pay for the advertisement. ចឹងក្រុមមនុស្សដែលចង់ឲ្យការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនោះគឺមនុស្សដែលបង់លុយឬក៏បង់ថ្លៃសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនឹងឯងអាចជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយ Number 3, what can help us relate to an advertisement? តើអ្វីដែលអាចជួយឲ្យយើងយល់ពី advertisement នេះបាទ So look at this here.That is the answer. Sorry. The answer to number 3 is aspects of our cultures and society can help us relate to an advertisement. មានន័យថាចំណុចដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌និងសង្គមអាចជួយឲ្យយើងយល់ពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយបានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺចង់មានន័យថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយទៅផ្សារភ្ជាប់ចំណុចដែលជាប់ទាក់ទងមួយវប្បធម៌របស់យើងហើយនិងសង្គមរបស់យើងអាចយកវប្បធម៌របស់អ្នកដទៃមកបញ្ចូលបានឯពួកពេលខ្លះវប្បធម៌នឹងវាខុសប្លែកពីវប្បធម៌នឹងសង្គមរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងអត់ចូលពី concept ឬក៏ទស្សនវិស័យឬក៏អ្វីដែល advertisement នឹងចង់បានទៀត Number 4 How can an advertisement make us feel that one day we will become attractive, rich and famous? Look at this. Here is the answer. Okay? So the answer to number 4 is it links products with the beautiful, rich and famous like a television announceror a theme star អញ្ចឹងជាធម្មតាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងតាក់ទាញយើងនឹងមានយើងនឹងល្បីគឺការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹង it link គឺវាផ្សារភ្ជាប់ផលិតផលមួយទៅកាន់មនុស្ស the beautiful កន្លែងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាពាក្យ beautiful ពាក្យ rich និងពាក្យ famous គឺជា adjective ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបន្ថែមដឹកពីមុខមានន័យថាវាคล้ายជាមនុស្សអញ្ចឹងមានន័យថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺផ្សារភ្ជាប់ផលិតផលជាមួយនឹងមនុស្សដែលល្បីដែលមានតែស្អាតដូចជា television announcer អ្នកផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ហ្នឹងឬក៏តារាភាពយន្តអញ្ចឹងនៅពេលដែល advertisement ហ្នឹងយកដូចជា television announcer ឬក៏ film star យកមកផ្សាយផលិតផលរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអង្គសូម្បីតែអ្នកល្បីដែលក៏ប្រើផលិតផលហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើផលិតផលហ្នឹងយើងនឹងល្បីតិចទៀតយើងមានតិចទៀតយើងស្អាតដូចតួទាំងអស់ហ្នឹងដែរ Okay So that's all for Q&A Now we continue to grammar Okay នៅឡើយយើងបន្តចូល grammar របស់យើងយើងចាប់ផ្ដើមមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើងសិនមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូល grammar Okay If I ask you what are you doing now បើសិនបាទ teacher សួរថាតើអ្នកនេះកំពុងធ្វើអីអញ្ចឹងចម្លើយអាចចេញថា I am learning English ខ្ញុំកំពុងរៀនភាសាអង់គ្លេសឬក៏ I am sitting
nhóm của bồn quý rồi có I am watching this video từ nhóm của bồn tạm mơ video nè. Okay, how about when I ask you what will you be doing at this time tomorrow? Mày thả ta nè nâng cầm bông thư ấy nè bê ni nè thằng ai xài. Okay, I will be learning English nhóm nâng cầm bông riêng bì sao lê. I will be sitting nhóm nâng cầm bông quý. I will be watching this video nhóm nâng cầm bông mơ tù rì tù nè. Xong tù, cảm biết thị, yeah, video nè. Yeah, chúng ở đây để dân khơi được không nắng dễ chấp nam mơ từ lời sùng nú ở trong lời nên sùng nú tìm bùi làm vĩnh ca ấy để dân prapra được không nắng cứ ca present continuous chẳng hạn thôi để dân prapra present continuous cứ đời xa tai dễ để dân pin nào ba cho bọn ok để đăng cái tháp present continuous cứ dân prapra sản phẩm như chỉ dân pin cam thiết đại có cùng cái làng của đi chơi xu thang what are you doing now tại này có cùng thua ấy lời này and the next part the answer to the second question ở trong lời sản phẩm sùng nú tìm bùi cứ dừng khởi nửa khung nón, kể bà về chiếc future continuous. Chẳng cái này nó phải chỉ riêng thay đổi đấy, xem rằng nhà khác đại gọi là tòa bàn biến đấy. Cái này nó cứ dừng bà future, cứ đời xa ta nửa khung sầm nô đại dừng bàn khởi nón cứ what will you be doing at this time tomorrow? Cứ như vậy ông future, ok? Như vậy ông bị thay ngày sai. Chẳng biết chi anh nào có tất cả. Chẳng cái bàn kể bà về chiếc continuous. Chẳng grammar đại dừng sắp xa nửa thay nón cứ như vậy ông future continuous. Chẳng bây giờ đại dương khơi đại chia sầm nụ ở trong lái sản phẩm sầm nụ tiếp tí nâng cứ thân được nông tầm rung bỏ future continuous nâng là lấy dương chạp đam và to tới tiết dương vô và vô tiền bay nâng đạt được nông tầm rạng bỏ dưới đạo bay sọc xàm bị phòng bỏ huyền trên tim mũi cứ I will be learning English tiếp tí I will be sitting tiếp bay I will be watching this video chẳng và vô tầm bay nâng cứ chạp đam bởi vì I will tầm ọ chắc bởi xâm bởi dương trong đặt từ chữ she sang chữ she và đó thì bài về chữ nào về miền cao là đồ tổng đồng bảo vệ ok chẳng đôi chi hàng lớn cứ dương anh vậy thà she will be learning English at this time tomorrow chẳng ở miền cao là đồ tổng đồng bảo vệ thì tụ bài dương là đồ sang chữ từ chữ say cái đó cứ dương chấp nam mơ will be learning cứ ở miền kể sắp na để là đồ tổng đồng bảo vệ thế cứ nè rừng nơi để xa tất cả chẳng cả này dương sắp sao pi tổng đồng bảo will be learning đấy future continuous cứ viên minh tùm rung đôi khi group bật thiên đặc ạ mình thả bật thiên bảo vệ chìa bật thiên ấy thì chìa third person singular rưu gom mềm cái đó cứ viên minh tùm rung đôi khi chẳng sạp chức nơi khăn ông form bảo dưỡng cứ sạp chức dương ạc miên kết thả ta sạp chức ấy thì cứ sạp chức đôi khi hai tùm rung kìa sạp đôi khi chẳng có to bị sạp chức đầy dương khơi nơi khăn ông cả lòng tìm mũi nó cứ I nó rưu có she là nơi khăn ông thì họ hàng cả lòng nó cứ chìa sạp chức hai và to màu tiết cứ miên bị will ok à will nó nhiệm bộ thả nâng vì chỉ model verb đại diện para para nước non future continuous nè ngay từ diện para para diện pi anakut và to pi will nước non cả lòng tiếp bấy cứ miền pi b để đứng cái thằng b cứ chia tổng rung kể sắp đám bỏ is am are kể sắp đám nè cứ diện para b ở miền para para is am are thế thời trăm tha nơi khẳng cao pi will cứ diện para para kể sắp đám chân kể sắp đám bỏ is am are cứ kể sắp to be như ngay ok và to bị bi hái cứ dùng para chung mùi nâng verb ing đại dùng khởi nâng nâng ưu tiên họ thì mùi bị learning sitting watching chẳng bà tầng ọc này ở tôn chú bác thả ta kê bật thêm ing từ lời kể sắp bạch tế tầng ọc này ảnh mơ từ lời video đại dịch hợp shop link nâng càng cao cứ video nâng cứ nhìn dùng tí ca bằng thêm ing ok hai và to bị verb ing cứ dùng miền object đại dịch đạt nâng nâng rụng vụ của chó hoặc là những điều dùng bạn đăng ngay thay ta và to be verb thì thôi mà đã ai miền object rồi có ai on mà dùng đã về trong vùng của chọn đôi chưa nếu không thì họ tìm mũi cứ dùng ra việc learning English chẳng phải English nên cứ chia object này vì chỉ cả một bot robot kể sắp learn và tại nếu không thì họ tìm mũi cứ dùng ở miền tệ ở miền cả một bot tệ bị sit nên cứ ở miền cả một bot tệ để sao vì chỉ intransitive verb kể sắp đại atrica cả một bot ok hai nơi kháng trong cứ dùng ra cho mỗi full stop ok nếu cứ chia tầm rung bao nhiêu xem ra positive ok, cho dân xua tha ưu tiêu hó khẳng khả nóng they will be playing football at 5 PM tomorrow. Mình đây tha, hụ kê nâng cầm bông lấy bá nơi màu pram là nghiệt ngày xài. Chẳng hạn nên cứ chia tùm rung đại bị they, cứ chia sám chích, bị will nâng. Tỏ mà thích cứ mình be, hay mình play, cứ kê mình dùng một time ing, hay football cứ chia object, hay at 5 PM tomorrow, nó cứ chia biệt với chạy cả. Hắn nâng cứ chia tùm rung sọt đại dân xa xa. Hãy cho bởi dân xua tha, cho bởi dân trong bởi cái về tình negative, đại dân thường mệnh. Dương thuộc sắc xa cao bị mê riêng môn môn này cứ tại tôn là cao bảo will hay dương sắc xa bị cao bảo cao xa mình nụ bảo đại sạch môn will cứ đôi khi nhỉ
will គឺ chi modal auxiliary verb អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល យើង បកកើត ទៅ ជា បដិសេធ និង សំណួរ គឺ លក្ខណៈ ដូច គ្នា គឺ យើង អត់ ត្រូវ ការ ជំនួយ គេ សត្វ អី ផ្សេង ទៀត ទេ ឥឡូវ យើង ចាប់ ដើម មើល កន្លែង ហ្នឹង អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល យើង ចង់ ដូរ ប្រយោគ ហ្នឹង ទៅ ជា ប្រយោគ បដិសេធ គឺ យើង ត្រូវ បន្ថែម ពាក្យ not នៅ បន្ទាប់ ពី will មិន មែន បន្ទាប់ ពី be ទេ យើង ដឹង ថា to be កាលណា យើង និយាយ ពី to be is and are គឺ យើង អាច បកកើត បដិសេធ បាន ដូច ជា យើង ប្រាប់ ពី is not are not ឬ ក៏ am not etc. ប៉ុន្តែ to be អាពាក្យ be ដែល យើង ឃើញ នៅ កន្លែង ហ្នឹង គឺ យើង អាច បកកើត បដិសេធ យក not មក ដាក់ ខាង ក្រោយ វា ទេ ដោយសារ វា មាន ពាក្យ will ហើយ will គឺ ជា modal verb អញ្ចឹង ប្រយោគ ទាំង ឡាយ ណា ដែល មាន ពាក្យ will នៅ ពេល ដែល យើង បកកើត បដិសេធ គឺ យើង បន្ថែម ពាក្យ not នៅ ខាង ក្រោយ វា គឺ will not ហើយ យើង ដឹង ហើយ ថា ពាក្យ will not ហ្នឹង យើង អាច បំប្រួយ ទៅ ជា won't okay will not វា ស្មើ នឹង ពាក្យ won't ដែល យើង បក ថា នឹង មិន មាន ន័យ ថា ពួក គេ នឹង មិន កំពុង លេង បាល់ ទេ នៅ ម៉ោង 5 ល្ងាច នៅ ថ្ងៃ ស្អែក Okay. Okay. ឥឡូវយើង ចាប់ ផ្ដើម ប្រយោគ ដដែល មិញ បើសិន បើ យើង ចង់ បកកើត វាទៅជា សំណួរ ម្ដង យើង ធ្វើ ម៉េច? សំណួរ ដូច គ្នា will គឺ ជា modal auxiliary verb វា ជា ជំនួយ គេ ស័ព្ទ អញ្ចឹង កាលណា ជំនួយ គេ ស័ព្ទ គឺ យើង គ្រាន់ តែ ដូរ ទី តាំង ប្រធាន ជាមួយ នឹង ជំនួយ គេ ស័ព្ទ មក វា ក្លាយ ទៅជា ប្រយោគ សំណួរ ហើយ ដែល យើង ឃើញ នៅ ក្នុង ហ្នឹង គឺ យើង ដូរ ទី តាំង របស់ វា អា ហ្នឹង កន្លែង ហ្នឹង គឺ យើង ត្រូវ គិត អំពី capital letter ទៀត ពួក week ពួក day វា ឈរ មិនមែន នៅ ដើម ប្រយោគ គេ ទេ អញ្ចឹង និយាយ ថា ដូរ វា ទៅ ជា capital letter okay ហើយ មួយ ទៀត គឺ សញ្ញា នៅ ក្នុង ប្រយោគ សំណួរ គឺ យើង អាច ប្រើ ប្រាស់ full stop ទេ គឺ យើង ប្រើ ប្រាស់ ជាមួយ នឹង question mark okay អញ្ចឹង ទម្រង់ សំណួរ ទម្រង់ បដិសេធ យើង បាន ឃើញ ហើយ ហើយ ដូច គ្នា ពី មេរៀន មុន ដែរ okay ហើយ ដើម្បី ឆ្លើយ ទៅ នឹង សំណួរ ហ្នឹង សំណួរ ខាង លើ ហ្នឹង will they be playing football at 5 tomorrow តើ ពួក គេ នឹង កំពុង លេង បាល់ នៅ ម៉ោង 5 ល្ងាច នៅ ថ្ងៃ ស្អែក មែន ទេ តែ ពេល យើង ឆ្លើយ yes they will no they won't okay ហើយ ក៏ យើង អាច បកកើត សំណួរ ជា លក្ខណៈ WH question ដែរ okay ហើយ ពាក្យ ដែល យើង ឃើញ នៅ កន្លែង ហ្នឹង ពាក្យ what គឺ ជា WH word ដែរ okay ហើយ ទម្រង់ បន្ទាប់ ពី what មក គឺ មាន ទម្រង់ ដូច គ្នា ជាមួយ នឹង សំណួរ ខាង លើ ហ្នឹង ឯង ខុស ត្រង់ ថា ខាង លើ គឺ ជា yes no question ហើយ ខាង ក្រោម គឺ ជា WH question okay សម្រាប់ ពុំ របស់ យើង យើង ចង់ ប៉ុណ្្នឹង ឥឡូវ យើង ចាប់ ដើម ចូល ដល់ meaning របស់ វា ទៅ លើ អត្ថន័យ okay sorry he will be cooking lunch at 10 a.m. tomorrow មាន ន័យ ថា គាត់ នឹង កំពុង ចម្អិន អាហារ ថ្ងៃ ត្រង់ នៅ ម៉ោង 10 ថ្ងៃ ស្អែក អញ្ចឹង កន្លែង ហ្នឹង គឺ យើង បក ថា នឹង កំពុង អា ពាក្យ will be cooking វា រៀង ឆ្គល បន្តិច ដោយ សារ តែ ខ្មែរ យើង កម្រ ប្រើ ពាក្យ អា នឹង កំពុង ហ្នឹង ដោយ សារ ខ្មែរ យើង អត់ មាន កាល ហ្នឹង ឯង យើង មាន តែ future យើង អត់ មាន future continuous ទេ ព្រោះ នៅ ក្នុង ភាសា អង់គ្លេស យើង មាន កាល 12 មានន័យថាយើងមាននៅក្នុង past 4 present 4 ហើយ អនាគត 4 ប៉ុន្តែ ខ្មែរ យើង មានតែ 3 អង់គ្លេស វា រៀង more detail មានន័យថា វា រៀង ឥត ទៅ លើ ការ ហ្នឹង បន្តិច okay អញ្ចឹង កន្លែង ហ្នឹង យើង បក ថា នឹង កំពុង ហ្នឹង ចុះ បើសិន បើ យើង ប្រៀប ធៀប នឹង ប្រយោគ នេះ វិញ មើល ទៅ ស្រដៀង គ្នា he will cook lunch at 10 am tomorrow មានន័យថា គាត់ នឹង ចម្អិន អាហារ ថ្ងៃ ត្រង់ នៅ ម៉ោង 10 នៅ ថ្ងៃ ស្អែក អញ្ចឹង មួយ នឹង កំពុង មួយ ទៀត នឹង ចម្អិន រៀង ស្រដៀង គ្នា ឥឡូវ យើង ចាប់ ដើម ប្រៀប ធៀប គ្នា បន្តិច ដោយ សារ តែ ទាំង អស់ គ្នា ប្រហែល ជា ធ្លាប់ រៀន ហើយ តាក់ ទង នឹង ការ ប្រើ ប្រាស់ ពាក្យ will ហើយ នៅ ខាង ក្រោយ វា ជា កាល ធម្មតា ទេ ដែល យើង ហៅ ថា ជា future simple ប៉ុន្តែ មេរៀន ថ្ងៃ ហ្នឹង គឺ និយាយ អំពី future continuous អញ្ចឹង យើង ដឹង ថា continuous គឺ មាន to be បូក នឹង verb បន្ថែម ing ឥឡូវ យើង ចាប់ ដើម មើល ទៅ លើ លក្ខណៈ ខុស គ្នា យើង សិក្សា ទៅ លើ diagram ដែល បញ្ជាក់ អំពី សកម្ម ភាព ហ្នឹង វា កើត ឡើង យ៉ាង ម៉េច ណា អញ្ចឹង កន្លែង នេះ now ដែល វា ជើង ដាក់ កំណត់ កន្លែង ហ្នឹង ឆូត មួយ ហ្នឹង អា ហ្នឹង មាន ន័យ ថា ឥឡូវ ហ្នឹង ឥឡូវ ហ្នឹង មាន ន័យ ថា when we are speaking ខណៈ ពេល ដែល យើង កំពុង និយាយ ហ្នឹង គឺ និយាយ អំពី ពេល ឥឡូវ ហើយ អញ្ចឹង ងាក ចេញ ពី អ កន្លែង ហ្នឹង មក ឆ្វេង អា ហ្នឹង ជា អតីត កាល ជា past ហើយ ឲ្យ ទៅ ងាក ចេញ ពី កន្លែង អ ហ្នឹង ផុត មក បន្តិច មក អា ហ្នឹង គេ ជា future អញ្ចឹង កន្លែង future ទី ឆ្លាក់ ដាក់ រៀង វែង តិច ដោយ សារ តែ មេរៀន គឺ ផ្ដោត ទៅ លើ future អូខេ អញ្ចឹង ពាក្យ បច្ចៈ កាល ពាក្យ បច្ចៈ កាល ដែល នៅ ក្នុង ប្រយោគ ទី 1 នៅ កន្លែង ហ្នឹង គឺ at 10 am tomorrow នៅ ម៉ោង 10 ព្រឹក នៅ ថ្ងៃ ស្អែក អូខេ អញ្ចឹង បើ យើង និយាយ អំពី សកម្ម ភាព will be cooking គឺ វា ចាប់ ផ្ដើម មុន ពេល ម៉ោង 10 នៅ ថ្ងៃ ស្អែក ហើយ វា បន្ត ម្ដង ម៉ោង ហ្នឹង ប៉ុន្តែ បើ យើង ផ្ដោត ទៅ លើ សកម្ម ភាព ហ្នឹង គឺ យើងអត់គិតថាតើវាចាប់ដើមពេលណាពេលណាអីទេគ្រាន់តែដឹងថានៅម៉ោង 10 នៅថ្ងៃស្អែកគឺសកម្មភាពហ្នឹងកំពុងកើតឡើងប៉ុន្តែយើងដឹងថាសកម្មភាពហ្នឹងមិនមែនកើតឡើងនៅម៉ោង 10 នេះគឺកើតមុនពេលហ្នឹងហើយវានឹងអាចបន្តទៅមុខទៀតអូខេប៉ុ
Còn tại sản phẩm cao pra pra cho mùi nâng future continuous cứ dân bắt đầu tái sẽ cầm thiếp đá đại cập bông cát nơi khả nạp bây mọc đọc nâng tiệt will be cooking chắc bạn nơi khả nông ủ tì ho đại dân khơi nơi khả nông nâng cứ dân dạy tha quát nâng cầm bông chấm ơn hà nơi mọc đọc chân nơi khả nạp bây mọc đọc nâng hay sáy nâng cứ cầm thiếp nâng cập bông cát lại ngay ok và tái bà xâm bà dân priếp thiệp cho mùi nâng he will cook lunch at 10 tomorrow quát nâng chấm ơn hà ngay trong nâng hay sáy vinh dân mới diagram bao viết cứ đôi khi cứ miền bịa 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 chạy ca nơi mọc đọc nơi thay sai đôi khi còn ở trong nơi đại khó khi cứ trong tha viết khúc nắng cứ viết mình men chập đam môn mọc đọc thế cứ vi chập đam nơi mọc đọc này cho nên tha nhôm nâng chụp ảnh hà thay trong nơi mọc đọc nơi thay sai đọc về thì họ tìm mũi nhôm nâng cầm bùng cho nên tha khả năng về mọc đọc nắng cứ sự cảm thiện nắng cầm bùng cả lại nắng chỉ trong nơi khó khi vì miền lẽ khả năng chia lẽ sản phẩm cho mọi thì mũi ấy, thì họ thì mũi future continue nó cứ bị chạy lại trong tháng cảm thấy nó cứ việc có cũng cả lang nơi khả năng bên này cứ bị chập đam màu này ok chẳng mấy đến ngày nó cứ dân bắt đầu sầm khăn chạy tàu từ những future continuous ở lớp dân chập đam mưa từ lời cà prà prà bảo vệ chẳng cà prà prà bảo vệ đôi dân bạn đứng ấy tha nơi không nông nó cứ cảm thấy cứ cao môn màu đó hay nơi màu đó nó cảm thấy có cũng cả lang chẳng khi prà prà vía dân vậy tha we use the future continuous to talk about an activity that will be in progress in the future, usually at a specific time. Chẳng biết đại dương khơi biết sản khăn sản khăn được không nâng từ biết future continuous nâng từ ban kỳ pra pra đã bình dưỡng biết an activity thì biết cả một hiệp mũi that will be in progress mê tha cập bùng bẩn tỏ nơi ngay à nà cột hãy chỉ thông mà đá viên biên tê về ly trẻ lẹ mũi cứ việc cá nơi bên nào trẻ lẹ đôi dương khơi nháy biết mình chạy ca chạy lẹ được nông ủ tí ho khẳng lớ cứ at 10 a.m. tomorrow ok ủ tí ho dường vậy tha I will be watching TV at 6 p.m. this evening này tha nhóm nâng cầm bung mơ tù tù nơi mau bầm mùi nơi là nghỉ đi ok she will be working this evening giờ đang nói tha chỉ thông mà đã vì mình bị mình khả nạp bê chạy lẹ có tái ca pra pra bảo viên mùi tiết ta bất mến miên ca pra pra tầm mũi dùm đọc future continuous cứ miên ca pra pra tràn hai ca bỏ sáng có khóc nghĩa đại đôi chi chỉ thông mà đá như bạn khơi được nông nâng chẳng future continuous cứ vì chỉ thông mà đá vì miên a specific time vì miên bây về địa chỉ lẹ cứ nơi mọc đọc ok nơi mọc áp biệt tomorrow của lại nhắn cứ nơi là cốt hay hai cái ba mình chạy tiệt chạy lẹ cứ mọc đọc ok và tay nước hàng của thì họ đã dân khơi she will be working this evening cứ ở miên thạc ta là nghĩ nên mà một bà để nhưng nâng phơi cả nên nâng gặp bông phơi cả nơi là nghĩ đi cái lại nâng cái trong vậy tha và sân ba bắt miên về lý trẻ lẽ thế mới đây tha cảm thấy nâng bị working nâng cứ viên nâng phơi pin mà là nghĩ tại mà đó ok pin mà là nghĩ nâng cứ chỉ cả prapra mũi tiệt lại đi chợ bằng bị chuyện được không lý tế ok so that's all for future continuous we continue to practice. Tại tôn tình nâng cả anh ở cứ dân miên phải dục chung 4 hay nước nông nâng cứ dân khơi nháy nhưng tốt phơ nợ lại nặng đáy cứ kể đặt thả put the verbs in the brackets in the form of future continuous. Continuous sẽ khó hết đọc nhé dân miên dù dù mùi tiết continuous. Ok nhưng cứ đặt kể sắp nước nông vụ chó nước nông tùm rung bỏ future continuous để lấy chắc đam mơ từ lâu tì hoa bỏ dưỡng she hay kể sắp who talk to her friends at this time next week. Chẳng tới chia dùng một bên tới chia she will be talking to her friends at this time next week. Anh nói chia thì họ hay xong đọc về thuở về phong chia homework and that's all for today's lesson. See you in the next video.